Ok, đây anh em cô em nó đi câu. Nay trời lạnh. Nói với nó là hơi lạnh đừng có đi nhưng mà nó không chịu nghe. Thông tin thì tôi cũng chưa biết được nhưng mà không biết có móm hay không. Tôi sợ nó móm thì tôi làm cho nó ít lăng xê, tôi làm cho nó tôi lắm hai cục tôi mang xuống cho nó. Để phòng trường hợp nếu mà móm thì sẽ có cái mang về thì thôi. Không làm nhiều làm đúng hai cục thôi. Đây là anh em làm chuồn mồi lăng xê để ý này. Nó có hai thể loại. Một trộn khô thì khô hẳn. Đã trộn nhão nó phải nhão hẳn. Đấy, giờ dở gương là thì rất chi là khó chịu. Và dở gương xuống nó sẽ không tan được đâu. Như này xuống nước nó sẽ nhanh tan và nhão hẳn xuống nước nó cũng sẽ rất nhanh tan. Cái này chỉ cần nó bung xuống nước một lúc thôi, 10-15 phút là nó lôi lên tan hết rồi. Đấy, ok, tôi sẽ làm cho nó hai cục như này, một cục còn chỗ còn thừa tôi cất đi. Đây, cái lưỡi câu rất chi là bé, anh em câu để ý vào nó ngoài. Biết cứ dòng biết dòng là ok, chả bao giờ làm sao cả. Không biết dòng mới ngoài thôi. Không cần nắm chặt quá, đấy, lắm lòng lòng thôi. Ok, này hôm trước tôi rút một cái đây tôi chưa buộc lại, cái này thì còn có 5 lưỡi, các cái kia là 6 lưỡi. Ok, hai cục thế thôi, không cần nhiều ít nhưng mà là chất lượng phải không. Đấy, đủ hai cục, kiểu gì hai cục cũng phải được. Đấy, điều chắc chắn rồi. Còn cái chỗ còn thừa này cho túi bóng cất đi. Đấy, cái mồi lăng xê này tôi trộn rất là tốn này, con tần này thì mà hết 70.000 đấy. Nguyên tiền nguyên liệu. Rồi đang nghĩ cách làm sao. Đấy, nhiều anh em bảo chuyển trộn cái mồi này chuyển cho anh em nhưng mà tôi trộn cái này tôi gửi đi thì nó thiêu mất. Cái này chả biết tính cái kiểu gì. Đấy. Đấy, tôi cũng có nghĩ qua là mang cái này đi sấy khô này. Sấy khô nhưng mà tôi chỉ sợ sấy nó mất mùi, lánh nó không hiệu quả. Thế nên là không dám làm. Đấy, con thừa để nguyên rời như này. Cho vào trong tủ lạnh. Bữa sau đi câu cứ lấy ra câu bình thường. Đấy, còn hai con hàng này cho vào đây.
Đấy. Gọi là hàng thửa. Thế thôi, không cần nhiều. Hai cục này. Đây. Món này cho tủ lạnh này. Cho vào ngăn đá. Ok.